Em đang ngủ vậy, em đang ngủ rất là êm đềm. Ông kéo cái mền từ từ lên, ông đắp cho em. Đúng là ông sợ em lạnh, ông kéo quá đầu em luôn. Xong ông ngã ra phanh một tràng. Thôi rồi. Xong á hả, ông che kính hết cái mền lại, ông đè mấy cái lỗ hở, ông đè lại luôn. Xong mà em ở trong đó em muốn tắt thở luôn. Thôi rồi. Ông chơi vậy đó.